Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Chép Gaming. Video ngày hôm nay mình tiếp tục chơi cái series tựa game Robbery Bob phiên bản hack nha. Các bạn xem nếu thấy hay đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Wow, nhớ nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Giờ chúng ta bắt đầu luôn nha. Ok. Rồi, ở video này thì mình cũng sẽ sử dụng cái bộ trang phục là Stylish Shoes nha. Đấy, và mỗi cái đạo cụ mình mua là 100 cái. Để mình hoàn thành cái thử thách, cái series mình sử dụng đạo cụ nha. Đấy, đầu tiên thì mình tàng hình vào để mà mình lấy đồ trước. Sau đó thì mình sẽ thả kiếm cái chỗ phù hợp đó, để mình thả bánh và bẫy ra. Đó, để mình tiêu diệt một ông cảnh sát. Tiêu diệt làm sao mà để chết hết những cái người trong cái ngôi nhà là mình sẽ thành công nha. Ok, bây giờ thì mình mới vừa thả chuột ra. Và cái con chó và ông cái ông đàn ông lúc nãy á đó bị chết. Dưới này thì còn hai đối tượng mình cần phải tiêu diệt. Đó là một ông cảnh sát này và một con chó phía trên. Bây giờ thì mình sẽ đặt một cái bánh vào cái bẫy chỗ đây trước nha. Tiêu diệt cái ông cảnh sát này trước đi. Đấy, trong cảnh sát nào nó nghe này. Đi lên. Ở đây có một con chó đang ngủ, để từ từ. Rồi, mình trong lúc nó đi ra khúc ngoài kia thì mình sẽ đặt cái bánh vào cái bẫy chỗ cái chỗ ngủ của nó nha. Đó, giờ nó cứ chạy đi theo cái con chuột. Rồi, các bạn đợi một tí, nó sẽ tự động quay về lại cái vị trí cũ của nó để nó ngủ. Thì nó sẽ bị dính cái kế hoạch của mình. Rồi, ok. Vậy là mình đã tiêu diệt hết tất cả mọi người và con chó trong ngôi nhà này. Nhưng mà mình hoàn thành quá cái thời gian quy định nên mình không đạt được perfect nha. Rồi, ở cái dòng đây thì mình suy nghĩ ra cách là mình sẽ đặt hai cái bánh và hai cái bẫy chỗ này. Đó, để từ từ mình xuống đây mình đặt thêm một cái bánh và một cái bẫy chỗ này nữa. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ tiêu diệt ba cái người này trước nha. Đó, cả ba đều nghe tiếng chuột và cả ba đều dính bẫy của mình. Mình mới vừa nhặt được một cái chìa khóa này. Ok, từ bên này mà mình vẫn chồm tay qua bên kia mình lấy đồ được. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đặt cái chỗ này, cái chỗ trống này này, hai cái bánh và hai cái bẫy. Rồi, các bạn đợi khi nào mà không gạch xét ông đi tới gần mình thì mình sẽ thả chuột. Đó, rồi ông đi lên này. Đi lên, đi lên, đi lên. Còn ông nữa. Rồi. Mấy ông gạch xét này cũng đã bị mình tiêu diệt. Giờ mình sẽ thoát khỏi cái chỗ này. Ồ, cái dòng này mình hoàn thành với thời gian là 1 phút 45 giây. Và đạt được perfect nha. Rồi, đó là cái dòng cuối của chương Summer Camp. Giờ mình sẽ chuyển qua cái dòng bonus. Cái chương bonus. Đây là cái dòng... cái dòng đây nó không có người. Nhưng mà chúng ta làm sao để mà thoát ra cái khỏi này. Ở cái ngôi nhà này với một lượng chìa khóa vừa đủ để cho chúng ta mở tìm đường đi. Đấy. Các bạn cứ đi theo mình, bảo đảm sẽ thành công 100% nha. Rồi, các bạn đi tới đây, tới cái ô màu xanh lá cây á, thì các bạn quay lại cái đường lúc nãy các bạn đi.
Đó, rồi bây giờ thì các bạn đi vào phía khu vực bên trái này này, rồi đi lên hết luôn. Không, không phải đi qua đây. Rồi bây giờ đi lên này. Rồi. Hiện tại là chúng ta còn giữ ba cái chìa khóa. Bây giờ là đi qua đây. Ô, nhầm nhầm. Nhầm rồi, nhầm rồi. Ồ, thiếu mất một cái chìa khóa rồi. Giờ mình sẽ mua cái chìa khóa này đó nha. Phá luôn. Rồi, ok. Cái vòng này mình hoàn thành 1 phút 09 giây, đạt được perfect. Rồi, và đây cái vòng mà bonus 2 này. Cái vòng này thì mới đầu vô các bạn cứ di chuyển qua phía bên phải hết. Cứ đi qua phải đi. Đấy, bên này không có bên phải thì các bạn đi xuống và phải đều phải luôn. Rồi lấy được cái hòm kho báu này, các bạn đi lại, đi ngược lại phía bên bên trái. Rồi đi đi ngược, đi ngược lại phía bên bên trái này. Đấy, rồi ok, thoát khỏi cái chỗ này rồi. Yes, cái vòng này thì mình hoàn thành với thời gian là 53 giây. Đạt được perfect nha. Cái vòng này mình đi khá là nhanh. Ồ, còn cái vòng này thì các bạn đi mới đầu vô thì các bạn đi cái đường mà màu đỏ này. Đấy, sau đó các bạn móc lên trên này. Đi qua cái chỗ cái hầm này luôn. Rồi, cái vòng này thì mình sẽ hoàn thành sớm luôn, thì mình sẽ sử dụng cái cây phá cái ổ khó. Rồi các bạn mà đi như mình á thì các bạn sẽ hoàn thành nhanh hơn, nhưng mà chúng ta tốn một cái đồ mà phá cái ổ khó ấy. Rồi đối với cái dòng này thì có bốn ông vệ sĩ này, thì mình sẽ chắc chắn là bốn cái ông này sẽ quay, sẽ đi cái đường đó, thì mình sẽ đặt cái bốn cái bánh và bốn cái bẫy chỗ này luôn. Đấy các bạn cứ đặt đây đi và chờ cơ hội mấy ông này bị tiêu diệt. Rồi bây giờ mình cứ tự nhiên và tàng hình để mà đi lấy đồ nha. Một ông vệ sĩ mới vừa bị dính bẫy đầu tiên. Rồi chuẩn bị ông này, ông thứ hai chuẩn bị dính này. Đó đó đó, đù đù, thấy rồi thấy rồi. Còn ông này nữa. Ôi cha, hình như mình đặt cái bánh nó lệch cái bẫy. Ồ, ông ăn được cái bánh rồi, nhưng mà mình đặt nó hơi bị lệch so với cái bẫy đó, nên ổng không có bị dính chữ của mình. Ok, để mình đặt lại thôi. Đó, mình đã tiêu diệt được ba ông rồi, chỉ còn một ông nữa thôi. Và mình đã lấy hết tất cả cái đồ trong ngôi nhà này rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ thả trực tiếp cái bẫy lên người ổng. Tại lúc nãy ổng ăn cái bánh rồi, bây giờ mình không cho ổng ăn bánh nữa mà mình sẽ thả bẫy luôn. Ok. Vòng này thì mình hoàn thành với thời gian là 1 phút 51 giây, đạt được perfect nha. Rồi, đối với cái dòng này là dòng cửa này. Chúng ta đi theo mấy cái cửa này để mà lấy đồ trong cái ngôi nhà này, để mình lấy hết tất cả cái món đồ, rồi sau đó thì mình sẽ tiêu diệt mấy ổng nha. Cái vòng này thì mình khỏi cần thả bánh, mình chỉ tàng hình và đặt bẫy trực tiếp lên cái người mấy ổng luôn, tiêu diệt mấy ổng trực tiếp luôn. Rồi ok, mình đã lấy hết các cái món đồ trong cái ngôi nhà này rồi. Bây giờ thì mình sẽ cầm sẵn
mấy cái bẫy này. Hai ông đã bị dính đòn của mình. Còn một ông này nữa. Rồi ok. Vậy là mình đã tiêu diệt hết tất cả mấy ông cảnh sát trong cái ngôi nhà này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy clip hay đừng quên để lại cho mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Và các bạn nhớ nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn các bạn lại. Các bạn ở video tiếp theo.